Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 3 với các nội dung. Trước hết là bản tin, tiếp đến là giáo hoàng và người trẻ, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Toàn nước Ý ngưng các thánh lễ công khai, kể cả lễ an táng cho đến ngày 3 tháng 4. Nước Ý không có thánh lễ, Đức Thánh Cha cho livestream thánh lễ để mọi người hiệp thông. Hướng dẫn của Vatican giúp cho các nhân viên tránh lây nhiễm virus corona. Vai trò trung tâm của Kitô hữu Palestine tại Jerusalem. Roma, chiều ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 3, Hội đồng Giám mục Ý đã thông báo về việc thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của chính phủ Ý để ngăn ngừa sự lây lan virus corona. Thông cáo của các giáo mục Ý, thông qua các giáo phận và giáo sứ, bày tỏ sự gần gũi của giáo hội với từng người, chia sẻ sự lo lắng chung trước tình hình khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của toàn quốc. Các giáo mục Ý cho biết, trước tình trạng này, trong tinh thần cộng tác, Hội đồng Giám mục Ý trong những ngày gần đây đã đưa ra các biện pháp, qua đó cùng với chính quyền Ý, dấn thân ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Thông cáo của các giáo mục lưu ý, nghị định của Ban Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có hiệu lực từ ngày hôm nay, đình chỉ các nghi lễ dân sự và tôn giáo, bao gồm cả tang lễ, trong cả nước cho đến ngày thứ Sáu ngày 3 tháng 4. Các giáo mục giải thích thêm rằng, quyết định này bao gồm việc đình hoãn hoàn toàn các thánh lễ và tang lễ trong các nghi lễ tôn giáo, và cho biết rằng các vị mục tử, các linh mục và tín hữu đón nhận quyết định nghiêm khắc này với sự đau khổ và khó khăn. Tuy nhiên, các ngài khẳng định, việc chấp nhận nghị định được thực hiện chỉ bởi mong muốn thực hiện nghĩa vụ của mình, cả trong tình huống này, để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cũng trong diễn biến này, Giáo phận Roma cũng đã đưa ra thông cáo chi tiết liên quan đến quyết định của chính phủ ngưng mọi nghi lễ tôn giáo được cử hành công khai. Trong thông cáo đưa ra chiều Chủ nhật 8 tháng 3, Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản Roma nói: Giáo phận Roma thể hiện thái độ trách nhiệm hoàn toàn đối với cộng đồng, với nhận thức rằng việc bảo vệ tránh sự lây nhiễm đòi hỏi các biện pháp quyết liệt, đặc biệt là việc tiếp xúc giữa các cá nhân. Do đó, cho đến cùng ngày 3 tháng 4, các cử hành phụng vụ chung bị đình chỉ. Đức Hồng y giám quản khích lệ các tín hữu: Mùa chay giúp chúng ta sống thử thách cao độ này theo tinh thần tin mừng. Tôi chúc lành cho anh chị em bằng cách phó thác tất cả anh chị em cho Đức Mẹ của tình yêu Thiên Chúa. Hướng dẫn của Tòa giám quản Roma nói thêm rằng, các linh mục đang sống tại Roma và Vatican có thể tiếp tục cử hành thánh lễ riêng. Các giáo xứ tại Roma sẽ vẫn mở cửa cho các tín hữu cầu nguyện riêng trước nhà tạm thánh thể. Trong khi đó, nhiều nhà thờ ở giáo phận miền Bắc Ý phải đóng cửa trong thời gian này. Giáo phận Roma cũng mời gọi các tín hữu công giáo ở Roma ăn chay cầu nguyện vào ngày 11 tháng 3 tới đây để cầu nguyện cho các nạn nhân của virus corona và cũng mời gọi họ tham dự một thánh lễ đặc biệt được truyền hình trực tiếp. Trong thư đề ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng y giám quản Roma viết: Tôi đã nghe tiếng khóc của thành phố chúng ta, của nước Ý và của toàn thế giới trong thời điểm đặc biệt này. Đó là tình huống làm chúng ta lo lắng. Nhưng trên hết, chúng ta được mời gọi sống với sức mạnh đức tin, hy vọng chắc chắn và niềm vui bác ái. Đức Hồng y De Donatis nói thêm: Bên cạnh việc ăn chay, chúng tôi còn muốn gần gũi bằng cử chỉ quyên góp bác ái để trợ giúp cho các nhân viên y tế là những người đã hy sinh cách quảng đại trong việc chăm sóc các bệnh nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với những người đau bệnh, những người phải cách ly, những người không thể đi lại trong tình cảnh khó khăn này bằng quyết định sẽ livestream, chiếu trực tiếp thánh lễ của Ngài cử hành riêng lúc 7 giờ sáng hàng ngày tại nhà nguyện Thánh Marta. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni nói, liên quan đến tình hình cụ thể do nguy cơ lây lan COVID-19, Đức Thánh Cha đã ra lệnh rằng các thánh lễ mà Ngài cử hành riêng tại nhà nguyện Thánh Marta trong những ngày tới sẽ được chiếu truyền hình trực tiếp qua Vatican News và được Vatican Media phân phối cho các phương tiện truyền thông liên kết và những người yêu cầu, để cho phép những người muốn theo dõi thánh lễ bằng sự hiệp nhất trong cầu nguyện với vị giám mục của Roma. Ngay cả khi thánh lễ không có sự tham dự của các tín hữu bên ngoài,
thì việc truyền hình trực tiếp có thể giúp cho bất kỳ ai muốn theo dõi thánh lễ. Việc cử hành thánh lễ hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta là một trong những điều mới lạ đặc biệt nhất của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã đón tiếp hàng ngàn tín hữu theo từng nhóm nhỏ đến tham dự thánh lễ. Các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài đã cử hành thánh lễ tại một nhà nguyện ở dinh tông tòa, thường chỉ có với vị thư ký riêng, rất ít khi có những khách bên ngoài vào tham dự. Nhưng từ khi làm giáo hoàng, Đức Francisco đã muốn cho các giáo dân tham dự. Những tháng đầu tiên, Đức Thánh Cha cử hành cho các nhân viên Vatican. Lần lượt mọi người đều có thể tham dự thánh lễ riêng tại nhà nguyện Thánh Marta với Ngài. Những năm tiếp theo, Đức Thánh Cha dành cho giáo dân của các giáo sứ thuộc giáo phận Roma. Những bài giảng ngắn nói buông không có văn bản soạn trước được tóm tắt bởi Vatican News, Radio Vatican và báo quan sát viên Roma đã trở thành một trong những điểm tham chiếu cho nhiều người trên thế giới. Cho đến nay, Đức Thánh Cha không muốn toàn bộ thánh lễ được phát thanh hay truyền hình trực tiếp. Theo cha Federico Lombardi, Đức Thánh Cha muốn duy trì đặc tính thân thuộc của thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện Thánh Marta với sự hiện diện của một nhóm tín hữu. Vì lý do này, mặc dù có các yêu cầu, Ngài không muốn thánh lễ được phát trực tiếp trên video hay âm thanh. Nhưng bây giờ, do tình hình khẩn cấp trong những ngày này, cho đến ngày 3 tháng 4, trên toàn nước Ý sẽ không có thánh lễ cho giáo dân. Cho nên, Đức Thánh Cha đã đồng ý cho livestream, truyền hình trực tiếp thánh lễ Ngài cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta từ thứ Hai 9 tháng 3. Như thế, hàng ngày Đức Thánh Cha có thể gần gũi với các gia đình và tất cả những người đang chịu đau khổ trong thời điểm này. Cũng trong bối cảnh của đại dịch lan tràn, chiều ngày 8 tháng 3, Vatican đã quyết định đóng cửa tất cả những nơi trong thành Vatican có tụ họp đông người. Bắt đầu từ Viện Bảo tàng Vatican, cũng như tất cả các viện bảo tàng trên toàn nước Ý, sẽ đóng cửa đến 3 tháng 4. Một biện pháp phòng ngừa mà Tòa Thánh đã thực hiện, phối hợp với các biện pháp được chính quyền Ý thông qua, đó là tuyên bố đóng cửa các khu khảo cổ, các bảo tàng tại các dinh thự giáo hoàng và các trung tâm bảo tàng của các vương cung thánh đường. Giống như tất cả các di tích lịch sử của Roma, từ đấu trường Colosseo đến đài phun nước Trevi, số du khách trong những tuần gần đây đến các viện bảo tàng của Vatican cũng suy giảm nhiều, hơn 60%. Cho đến nay, Vatican xác nhận chỉ có một trường hợp được xác định dương tính với virus corona. Đó là một linh mục bên ngoài đến phòng khám Vatican để kiểm tra sức khỏe trước khi làm việc tại Vatican. Vài người có tiếp xúc với linh mục này đã được cách ly để phòng ngừa. Văn phòng báo chí Tòa Thánh phủ nhận tin đồn có 3 hay 4 trường hợp nhiễm virus corona trong phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng đã đưa ra các quy tắc cần thiết cho các công dân thành Vatican cũng như các nhân viên Tòa Thánh và các khách viếng thăm như tránh các cuộc tụ họp không cần thiết ở những khu vực chung, ngay cả trước các máy cà phê tự động, hạn chế sử dụng thang máy, chỉ gửi thư đến cửa của các thánh bộ, thường xuyên khử trùng phòng và thiết bị, chỉ cho người ngoài vào văn phòng khi thật sự cần thiết. Các nhân viên của Vatican cũng được yêu cầu, bất cứ ai có đi hay đến khu vực nguy hiểm, có dịch bệnh trong thời gian gần đây hoặc dự định thì phải thông báo cho những người quản lý văn phòng của mình biết, và người đó sẽ phải thông báo điều này cho văn phòng nhân sự có thẩm quyền. Tiếp đến, những người có mặt tại nơi làm việc nếu có các triệu chứng giống như cúm thì phải khẩn trương liên hệ với phòng điều hành của các dịch vụ an ninh và bảo vệ dân sự. Vatican. Trước tình trạng lây lan virus corona, hôm 6 tháng 3, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã gửi một sứ điệp bày tỏ sự gần gũi với người bệnh, những người cảm thấy bị COVID-19 đe dọa, đồng thời cảm ơn các nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ và các nhà khoa học vì sự dấn thân quảng đại của họ. Nội dung của sứ điệp có những đoạn được viết như sau. Đối với Chúa, sự sống con người vô cùng cao quý. Vì thế, nếu trong một số hoàn cảnh liên quan đến sức khỏe và cuộc sống của nhiều người, chúng ta không được để mình cảm thấy cô đơn khi đối diện với kẻ thù này. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống được Đức Thánh Cha trao nhiệm vụ chăm sóc mục vụ cho giáo dân, gia đình và sự sống. Vì thế, trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi ước muốn bày tỏ sự gần gũi, tình cảm, lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho những người bệnh, những người cảm thấy bị COVID-19 đe dọa. Tiếp đến, sứ điệp bày tỏ lòng biết ơn các nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ và các nhà nghiên cứu khoa học vì sự dấn thân quảng đại, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục cống hiến năng lượng và tài năng trí tuệ mà Chúa đã trao ban trong giai đoạn cần thiết này.
Đứng trước tình trạng nguy cấp về sức khỏe mang tầm mức quốc tế này, xin anh chị em hãy bình tĩnh, nghiêm túc và can đảm. Và hãy sẵn sàng đón nhận một số hy sinh trong lối sống hàng ngày vì công ích. Mỗi người được mời gọi thi hành phần của mình. Chúng ta không cô đơn, chúng ta có Thiên Chúa nâng đỡ. Ngài luôn chăm sóc chúng ta với tình yêu của người cha. Giáo hội cũng muốn ở bên cạnh những người bị nhiễm COVID-19, ở bên cạnh các gia đình, bạn bè của các bệnh nhân, các nhân viên y tế và các nhà khoa học đang nghiên cứu tìm phương thuốc cho căn bệnh. Các gia đình được mời gọi chăm sóc các thành viên của gia đình bị nhiễm bệnh với tình yêu và trách nhiệm, quan tâm đến những người già không thể ra ngoài do nguy cơ nhiễm bệnh cao, chăm sóc trẻ em do không thể đến trường vì lý do sức khỏe. Thánh địa, hợp tác thực hiện ơn gọi kép của Jerusalem, thành thánh chung cho người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo, và một thành phố trần thế, nơi người Israel và Palestine có thể sống chung trong hòa bình. Đây là sứ mạng của các Kitô hữu Palestine ở Jerusalem được mời gọi. Trên đây là những điều được Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng các Hội dòng Công giáo khẳng định trong một tài liệu được công bố trên trang web của Tòa Thượng phụ Latin. Điều khẳng định này nhắm đến tương lai của các Kitô hữu đang sinh sống ở Jerusalem, một tương lai không được đảm bảo sau tuyên bố của Tổng thống Trump về kế hoạch hòa bình để thịnh vượng, một kế hoạch không mang lại nhân phẩm và quyền lợi cho người Palestine. Đây cũng là một kế hoạch mà các giáo hội trên thế giới và tòa thánh không đồng ý. Tất cả đều cho rằng cần phải có một giải pháp hai quốc gia và một sự công nhận đặc biệt cho vị thế của thành thánh, một sự công nhận được cộng đồng quốc tế đảm bảo. Cụ thể, bảo đảm tự do tôn giáo, tự do tiếp cận các nơi thánh của các tín hữu của cả ba tôn giáo và tất cả mọi người. Trước những diễn biến đáng lo ngại gần đây, các Kitô hữu Palestine, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương do số lượng nhỏ và bị chèn ép bởi những nhóm cực đoan Do Thái và Hồi giáo, có thể bị cám dỗ rút lui khỏi đời sống công khai. Ủy ban Công lý và Hòa bình khẳng định, các Kitô hữu Palestine ở Jerusalem được mời gọi thi hành sứ vụ của mình giữa mọi người và trên mảnh đất của mình, ngay cả trong những lúc khó khăn. Điều không thể tách rời đó là hai chiều kích của Jerusalem, thành thánh được các tín đồ của cả ba tôn giáo Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo trên thế giới cùng chia sẻ, và là một thành phố của người Israel và Palestine cùng chia sẻ hàng ngày. Tài liệu nhấn mạnh rằng, các Kitô hữu Palestine ở Jerusalem cần kiên vững trong căn tính của mình, trong chiều kích tôn giáo và quốc gia. Như thế họ có thể đáp ứng trọn vẹn ơn gọi địa phương và phổ quát của mình, cùng nhau làm việc vì bình đẳng, công lý và hòa bình, và đóng góp với tất cả khả năng để chấm dứt cuộc xung đột ở Jerusalem, để Jerusalem có thể trở lại là một thành của Thiên Chúa cho tất cả các cư dân, mở ra cho thế giới. Thụy Sĩ, nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hội đồng các giáo hội thế giới đã tổ chức một chiến dịch với tựa đề Thứ Năm Đen, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người chống lại thái độ và hành vi bạo lực đối với phụ nữ. Ông Olaf Fischer-Tvai, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội thế giới cho biết, đây là một cử chỉ đơn giản nhưng sâu sắc, nói không với bạo lực đối với phụ nữ. Thứ Năm Đen có nghĩa là trong ngày thứ năm tuần vừa qua, những ai ủng hộ chiến dịch này đều mặc trang phục màu đen. Như thế, màu đen trở thành màu của nghị lực kiên cường của phụ nữ. Ông Tổng thư ký khẳng định, công bằng giới phải là quyền ưu tiên cho cả nam và nữ. Từ khi thành lập, Hội đồng các giáo hội thế giới luôn phản đối sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bất bình đẳng kinh tế, suy thoái môi trường và những bất công khác, và những điều có liên quan đến bất bình đẳng giới tính. Bà Isabel Apakuo-Firi, Phó Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội thế giới, cũng nhấn mạnh rằng, chiến dịch Thứ Năm Đen được thực hiện với tinh thần hướng đến công lý, hòa bình và sự hiệp nhất của nhân loại. Và bà nói thêm, tất cả chúng ta phải nỗ lực để chứng tỏ rằng đây không chỉ là vấn đề của phụ nữ. Thực vậy, đây là vấn đề thay đổi những khuynh hướng sai về mặt đạo đức luân lý, tội lỗi và xấu hổ của những người nam có hành vi bạo lực đối với phụ nữ. Bà nói rõ, một gia đình, một cộng đoàn và một xã hội không có công lý hoặc không có biện pháp thích hợp để ngăn chặn bạo lực phụ nữ thì không thể đem lại điều tốt lành nào cho bất kỳ ai, cả phụ nữ, nam giới và trẻ em. Sáng kiến Thứ Năm Đen ra đời sau thập kỷ của các giáo hội liên đới với phụ nữ từ năm 1988 đến 1998. Vào giai đoạn đó,
những ngày thứ Năm Đen trước hết muốn đưa ra lời kêu gọi chống các vụ hãm hiếp trong chiến tranh. Ngày nay, ngoài mục đích chống bạo lực phụ nữ, các ngày thứ Năm Đen còn khuyến khích các phụ nữ tố cáo và chống các trường hợp bạo lực và lạm dụng phụ nữ. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Biết mạo hiểm cùng nhau. Trần Đình và Jen Kabua. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt. Các bạn thân mến, ngồi lại với nhau thì chưa bao giờ là điều dễ dàng nhé. Bởi vì chúng ta đến từ những môi trường, rồi có những lối sống và nhận thức khác nhau, đặc biệt là cả độ tuổi nữa. Tuy nhiên thì việc ngồi lại cùng với nhau trong những khác biệt đó, nó có những giá trị mà việc giống nhau không mang lại được. Có phải là sự phong phú đúng không? Chính cái sự phong phú nó bổ khuyết rồi, nó cho mình những cái góc nhìn để cho mình đi xa và vững vàng hơn. Và tuần vừa rồi hy vọng là các bạn đã có thời gian ngồi lại với những người thuộc thế hệ khác với mình, như phụ huynh ông bà ngồi lại với con cháu, rồi con cháu viếng thăm ông bà. Và tuần này chúng ta đến với những điều mà Đức Thánh Cha nói về việc cùng nhau mạo hiểm bước đi, không chỉ là những người trẻ với nhau như chúng ta từng nói, mà là người trẻ và người già cùng đi trên một con thuyền. Vào ngay thôi, số 198 của Tông huấn Christus Vivit, một tình yêu quảng đại và hướng tới người khác, hành động và chấp nhận rủi ro thì đôi khi có thể phạm sai lầm. Ở đây, chúng ta có thể thấy chứng tá của Maria Gabriela Perrin. Bà đã mồ côi cha ít lâu sau khi chào đời. Bà chia sẻ về cách mà biến cố này ảnh hưởng tới cuộc đời mình. Trong một mối quan hệ đã không kéo dài, nhưng qua đó, bà đã trở thành một người mẹ và bây giờ là một người bà. Bà nói rằng thế này nè, điều tôi nhận biết đó là Thiên Chúa tạo nên những câu chuyện. Trong quyền năng và lòng thương xót của Ngài, Ngài dùng những thắng lợi và thất bại của chúng ta và dệt nên những tấm thảm tuyệt đẹp, chứa đầy sự hài hước. Lật ngược phía trái, tấm thảm có thể trông lộn xộn với những đường chỉ rối rắm, nghĩa là những biến cố của đời sống chúng ta. Và có lẽ đây là điều mà chúng ta kinh nghiệm khi mà mình nghi ngờ. Nhưng mặt phải của tấm thảm thì sao? Mặt phải của tấm thảm cho thấy một câu chuyện tuyệt vời. Đây là phía mà Thiên Chúa nhìn thấy. Khi những người già nhìn đời sống một cách chín chắn và kỹ lưỡng, họ thường nhận biết những gì nằm phía sau những đường chỉ rối rắm và họ nhận ra những gì Thiên Chúa có thể thực hiện ngay cả nơi những sai lầm của chúng ta. Ồ, kinh nghiệm của bà giống như kiểu là nhìn thấy Chúa trong mọi sự. Nghĩa rằng bà có thể rất là giỏi đan và bà nhìn thấy cái mặt trái của cái tấm đan á, thì nhìn rất là rối rắm. Và chằng chịt nữa đúng không? Nhưng mà mặt kia đó thì rất là đẹp. Với một tấm thảm rất là đẹp. Và bà cụ Maria Gabriela này á, là một bà mẹ và một người bà, người Ý. Nhìn cuộc đời mình như một tấm thảm cũng hay chứ bộ. Một tấm thảm được Thiên Chúa dệt nên. Và chính Chúa ghép lại tấm thảm ấy với một thiết kế. Bà nói rằng không thể ngờ trước, không thể đoán biết trước. Đức Thánh Cha cũng nói trên rất là nhiều tờ báo về cái điều này nhé. Có lần Ngài nói là những điều khác nhau của cuộc sống xảy ra chồng chéo và đan xen, khiến chúng ta nhiều khi không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Có nghĩa là những khó khăn đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi mình không hiểu điều gì đang xảy ra. Tại sao nó lại xảy ra nữa? Đúng, mình cứ là một con người chăm chỉ và cần cù siêng năng đan từng ngày còn tạo hình nó đẹp đẽ như thế nào thì Thiên Chúa mình phải nhờ vào Thiên Chúa cái chuyện đó. Và dù chúng ta có ra sao, cuộc đời chúng ta có rối rắm, thì Thiên Chúa vẫn nhìn chúng ta với đôi mắt của đấng tạo hóa, của một nghệ nhân, người có thể biến chuyển tâm hồn của một người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, của một tội nhân quay về với đường lành. Để rồi rốt cục, khi mình nhìn lại đời mình, khi mà ngẫm lại, thì người ta thấy đó là lòng thương xót. Như là Đức Thánh Cha nói, khi nhìn những biến cố trong đời một cách chăm chú và kỹ lưỡng, chúng ta thấy điều gì ẩn sâu những đường chỉ rối rắm ấy. Và chính khi đó người ta mới có thể kinh nghiệm về điều mà ông cụ Francesco này nói nè. Rất nhiều khi, những sai lầm là chất liệu thô của những phép lạ. Rồi có một câu khác đó là Thiên Chúa vẽ những đường thẳng bằng những đường cong nữa. Còn mình thì vẽ đường cong mà tưởng là thẳng á. Và trở lại với tông huấn Chris Vivit số 199. Nếu chúng ta cùng nhau bước đi, người trẻ và người già, chúng ta có thể bám rễ vững chắc trong hiện tại và từ đó chúng ta có thể ôn lại quá khứ và hướng tới tương lai.
ôn lại quá khứ để học từ lịch sử và để chữa lành những vết thương cũ đôi khi vẫn còn làm chúng ta nhức nhối. Hướng tới tương lai để nuôi dưỡng sự hăng hái của chúng ta, để làm cho những giấc mơ xuất hiện, để đánh thức những tiềm năng và làm bừng cháy hy vọng. Bước đi cùng nhau, chúng ta có thể cùng học hỏi, sưởi ấm con tim, khơi động tâm trí với ánh sáng của tin mừng và thêm sức mạnh mới nơi đôi tay của mình. Đúng là nhìn về quá khứ thì người ta có thể cảm thấy hai điều. Một là tự hào. Hai là hối lỗi. Mà nhiều khi thì hối lỗi nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà trên tất cả thì những bài học của lịch sử luôn là những điều cần nhìn lại để học hỏi. Đức Thánh Cha từng nói là Thiên Chúa bước đi trong lịch sử cá nhân của nhiều người, của rất nhiều tội nhân. Thiên Chúa không xấu hổ bước đi trong cuộc đời của những tội nhân. Ngài không hề xấu hổ vì dân của người. Mà đôi khi những người trẻ bây giờ, khi mà nhìn về quá khứ của những người già, đôi khi cảm thấy không chỉ cảm thấy hối lỗi đâu, mà còn trách móc nữa. Như kiểu là mình trách móc vì bố mẹ mà con không bằng bạn, bằng bè đúng không? Và cảm thấy là không có được một cái sự đồng cảm để hiểu về quá khứ của bố mẹ. Và trở lại với Đức Thánh Cha, thì Ngài nói rằng, những gốc rễ không phải là những mỏ neo trói chặt chúng ta vào quá khứ, ngăn cản không cho ta đối diện với hiện tại và tạo nên điều mới mẻ. Thay vào đó, chúng là những điểm cố định để chúng ta có thể lớn lên và đương đầu với những thách đố mới. Điều không hề tốt là việc chỉ ngồi đó mà hoài niệm, mà khát mong về những thời đã qua. Chúng ta phải đón nhận nền văn hóa của chúng ta với tinh thần hiện thực và tình yêu, cùng với việc lấp đầy nó bằng tin mừng. Ngày nay, chúng ta được sai đi rao giảng tin mừng của Đức Giê-xu cho một thời đại mới. Chúng ta cần yêu mến thời đại này với tất cả những cơ hội và những rủi ro của nó, với những niềm vui và nỗi buồn, những giàu có và những giới hạn, những thành công và những thất bại. Điều mà Đức Thánh Cha nói thật sự rất là sống động nơi những người di dân. Nói về những bà cụ, phải kể đến câu chuyện của một bà là Janet. Bà là một người đến từ Iraq. Bà kể lại trong cái chuyến hành trình mà mình chuyển đến Ý như một người tị nạn đó, bà đã phải đối mặt với ngã tư của cuộc đời mình, với những điều mà mình chưa hề lường trước được. Một là ở lại với chiến tranh, hai là vượt biển, không thể biết trước là mình sống hay chết, và không biết rằng đất nước mà mình sẽ tới nó sẽ ra sao. Nhưng mà bà luôn luôn khắc ghi lời nói của người chồng mình, đó là hãy luôn giữ vững quyết tâm nhé, đừng khóc cho hiện tại và đừng để bản thân mình bị bối rối về những ưu điểm hay nhược điểm. Hãy dũng cảm đưa ra quyết định trong bất cứ điều gì. Đúng là trong chiến tranh, trong khó khăn, nhiều người đã học biết thế nào là sống quyết tâm để làm lại một cuộc đời mới này, để đứng lên, để xây dựng tương lai. Và có lẽ con cháu của bà cũng có thể cắm rễ sâu vào câu nói này để tiếp tục bước đi. Và nói về những người tị nạn thì Đức Thánh Cha nói rằng, một số người có thể mong manh, nhưng họ không yếu nhược. Họ không để mình bị tê liệt bởi những điều không chắc chắn, để mình bị dao động giữa có và không, dùng rằng, không quyết định. Họ có khả năng tự tước bỏ tất cả những gì mình có. Để làm gì? Để cứu lấy một cuộc sống, một gia đình và một ký ức. Nhờ cái ví dụ này của Đức Thánh Cha mà con mới có thể hiểu rõ được là thế nào là mong manh mà không yếu nhược. Như là con là một người trẻ như con ở hiện tại, mình không biết mình thiếu cái gì, mình cần cái gì, và mình đối diện với rất là nhiều vấn đề và mình cứ phải dùng dằng, không dám đưa ra cái quyết định của mình. Nhưng mà Đức Thánh Cha làm cho con mạnh mẽ hơn khi phải biết suy nghĩ là không, mình phải mạnh mẽ và đưa ra quyết định một cách dứt khoát, cho dù là có thất bại đi chăng nữa, mình vẫn phải luôn sẵn sàng đưa cho quyết định của mình. Quyết tâm đúng không? Dám mạo hiểm, và như Thanh Cha nói, dám đánh đổi tất cả những gì mình có để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Wow, thôi mình cùng trở lại với tông huấn nhé. Số 201. Trong thượng hội đồng vừa rồi, một trong các bạn trẻ là dự thính viên đến từ quần đảo Samoa đã nói về giáo hội như là một chiếc thuyền. Thì điều này đâu có gì mới đâu, nhiều người cũng nói mà đúng không? Hình ảnh này được nhắc tới rất là nhiều rồi. Nhưng mà có một điều mới nè, bạn nói rằng nơi con thuyền ấy, người già giúp giữ đúng lộ trình bằng việc hướng nhìn các vì sao trên trời, trong khi những người trẻ thì tiếp tục trèo và hình dung những gì đang chờ đón mình phía trước. Chúng ta đừng để bị lôi kéo bởi những người trẻ cho rằng người lớn chỉ là quá khứ, chỉ là dĩ vãng, không có ý nghĩa gì, và những người lớn luôn luôn chắc mẩm rằng họ biết cách mà người trẻ phải làm. Thay vào đó, tất cả chúng ta hãy lên cùng một chiếc thuyền và cùng với nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn với sức đẩy không ngừng được đổi mới của Chúa Thánh Thần. Vậy thì chốt lại tuần này là gì nhỉ? Đừng ngại mạo hiểm, bước đi cùng nhau, và chỉ khi bước đi cùng nhau mình mới đi xa được. Và để bước đi cùng nhau thì trước đó mình phải nhận ra giá trị của nhau trước đã. Và phải nhớ là chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền. Thật ra thì đau khổ xảy ra khi mà người giàu không còn muốn chung thuyền với người nghèo, và người mạnh không còn muốn chèo chung với người yếu nữa. Vậy thì tuần này nếu mà có thể, mình không chỉ là thăm hỏi mà còn ngồi lại lắng nghe những câu chuyện đời của các ông bà nhé. Vậy thì các bạn, nếu các bạn có những chia sẻ hay thắc mắc, hay muốn gửi thư về cho Đức Thánh Cha, vui lòng gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a@gmail.com, hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook
Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Đây là thời Thiên Chúa thi ân. Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt trong thời kinh tế thị trường, chúng ta hay nghe nói đến những câu nói như hãy tận dụng thời cơ, hãy tận dụng dịp may hiếm có. Và có những từ ngữ mang tính hơn thua như thời cơ tích lũy đã đến, hãy chụp lấy thời cơ. Tất cả những câu nói trên có thể diễn tả những cơ hội đến một cách tự nhiên. Nhưng cũng có cơ hội mà người ta hay gọi là đục nước béo cò, thu vén cho cá nhân. Một cơ hội tự nhiên như trường hợp của người nông dân trúng một mùa thu hoạch tốt do thời tiết thuận hòa. Một ngư dân gặp mùa thu bội cá do con nước đưa đến. Một sinh viên nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng. Một thương gia gặp được một đối tác tốt. Tất cả những cơ hội này đều đem lại những lợi ích cụ thể cho người nhận. Và cuộc sống sẽ phát triển theo hướng tốt lành. Cuộc đời mỗi người sẽ an bình hơn nếu mọi người ý thức được dịp may của mình là cơ may cho người khác, biết chia sẻ phúc lành của mình cho người khác. Và rồi cũng có những trường hợp rêu rao lên rằng tôi đã gặp may, nhưng thực ra đó là dịp để trục lợi, là dịp đục nước béo cò. Chúng ta chẳng lạ gì trong thời gian qua, trong lúc mọi người phải đấu tranh phòng chống đại dịch virus corona, thì bên cạnh đó có những người đã tìm cách tích trữ khẩu trang để tăng giá, làm giàu cho chính mình. Đối với trần thế, dịp may chỉ đến trong một thời điểm nào đó. Nhưng Thánh Phaolô dạy chúng ta, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thánh Phaolô nói cho dân thành Côrintô năm xưa và hôm nay Ngài cũng nói với chúng ta. Ngài nhắc chúng ta ý thức chính giây phút này đây, không phải ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau. Là Kitô hữu, chúng ta phải biết sống thời gian này, thời gian Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thời gian này có gì đặc biệt mà Chúa thi ân? Cả giáo hội đang sống mùa trai thánh. Nhìn vào xã hội, cả thế giới đang gồng mình trước đại dịch. Nhìn vào gia đình, cộng đoàn nơi chúng ta đang hiện diện. Một gia đình đang có người thân bị nhiễm virus, phải cách ly. Một gia đình khác không được yên ấm. Và một gia đình khác đang có niềm vui vì có người con xa giáo hội một thời gian dài, nay đã trở về với Chúa. Một giáo xứ đang chung tay thực hiện việc bác ái. Một giáo xứ khác thì đang có sự bất hòa giữa hội này với hội kia, giữa cha xứ và cha phó. Các cộng đoàn dòng tu cũng không phải tất cả đều êm ấm. Có nơi cộng đoàn có các tu sĩ đang cầu nguyện sốt sắng, nhưng cũng có cộng đoàn đang sống trong tình trạng ngộp thở. Nơi công ty, có công ty nhân viên yêu mến cộng tác với giám đốc, với ông chủ, nhưng cũng có những công ty ông chủ dùng quyền, còn nhân viên thì cam chịu. Lạy Chúa Giêsu, dẫu cho bộ mặt trần gian chúng con đang sống là thế, có niềm vui và không thiếu những khoảng tối, nhưng đối với Chúa vẫn là thời gian Chúa cứu độ. Lạy Chúa, mùa chay, mùa của hồng ân, thời gian Chúa thi ân đặc biệt. Giáo hội luôn nhắc nhở ba việc thực hiện trong mùa chay: cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái. Xin cho chúng con biết sống thời gian ân phúc này. Xin cho chúng con biết dùng ba phương thế sống mùa chay để có thể đón nhận hồng ân Chúa cách trọn vẹn hơn. Cầu nguyện, đây là lúc thuận tiện cho việc cầu nguyện. Và hơn thế nữa, mùa chay năm nay lại là một cơ hội cầu nguyện đặc biệt cho đại dịch virus corona. Đâu đó, có những giáo hội không thể tham dự các cử hành phụng vụ. Trải dài lịch sử của một giáo hội địa phương, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng mình phải tham dự thánh lễ từ xa. Chỉ có đức lễ thiêng liêng, cử chỉ chúc bình an chỉ là ảo. Lạy Chúa, đây là lúc thuận tiện cho chúng con, những người vẫn còn có cơ hội tham dự thánh lễ mỗi ngày, được rước Chúa mỗi ngày. Nhưng biết bao lần chúng con đã không biết đón nhận hồng ân này. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
Đây là lúc thuận tiện cho việc thực thi bác ái. Xin cho chúng con biết chia sẻ chứ không lo tích trữ. Không chỉ tìm sự an toàn cho chính mình mà không nghĩ đến người khác. Đây là lúc Thiên Chúa thi ân qua việc ăn chay hãm mình. Xin cho chúng con biết đón nhận những khó khăn trong việc giao tiếp, hậu quả của đại dịch như một dịp để tự kiểm tra khả năng biết kiềm chế của bản thân trước những thay đổi của cuộc đời. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.